Anh Du Xe Lê Vũ Thanh Tùng và chị Anna Đào Thị Hoàng Yến. Chúng con thân mến, chúng con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn thành hôn của chúng con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và công đoàn dân Chúa. Chúa Giêsu rộng tay ban phúc lành cho tình yêu của chúng con và dùng bí tích hôn nhân là bí tích đặc biệt làm cho tình yêu của chúng con nên phong phú và vững mạnh để chúng con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của cuộc đời đôi bạn như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thành hiến các con. Nhưng mà cha nghĩ lời cầu nguyện của chúng con trong thánh lễ hôm nay sẽ là quà tặng đặc biệt tốt nhất khi chúng con kết hiệp với Chúa Giêsu để cầu nguyện cho hai anh chị được sống mạnh khỏe, sống hiệp nhất, yêu thương nhau, sống hạnh phúc cho đến đời đời, nghĩa là hạnh phúc trong nước Thiên Chúa. Xe Lê Vũ Thanh Tùng nhận em Anna Đào Thị Hoàng Yến làm vợ. Em Anna Đào Thị Hoàng Yến nhận anh Du Xe Lê Vũ Thanh Tùng làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời. Để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Hôm nay rất là vui mừng và hạnh phúc được họ nhà gái đón tiếp một cách rất là nồng hậu, và hai cháu được nhận rất là nhiều cái tình yêu thương của cả hai gia đình. Đó là một cái niềm hạnh phúc và hai cháu phải nhớ và giữ lấy để có thể duy trì hạnh phúc này đến cuối cuộc đời. Đầu tiên là xin cảm ơn và một lần nữa cảm ơn họ nhà cha gái rất là nhiều vì đã đón tiếp chúng tôi một cách rất là nồng hậu ạ. Xin dâng nén hương trầm tỏ lòng thành kính và biết ơn ông bà tổ tiên. Xin các ngài phù hộ cho tình yêu chúng con. Tonight.
thưa với lại con biết theo họ là hồi xưa thì cháu đi làm rồi ngày nào cũng về bố như dù thì bây giờ lại bố lại chuyển lại cho con để coi như là cái này là cái vốn liếng cái khởi sự ban đầu hành trang vào đời của các con. Rồi bố xin gửi tặng hai con. Yêu thân thiết nối kết chúng con trong tình mến Chúa, mến yêu người. Và xin Chúa ban muôn phúc lành xuống cho tất cả mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin chúc mọi người mọi sự tốt lành, bình an.